Muốn đi liên quân tại liênquânzá rẻ.vn, uy tín chất lượng. Chào mừng bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Hôm nay là thứ 6 ngày 13 đúng không? Nhưng tin vui cho anh em là giải đấu Clan Đại Chiến mùa 1 chính thức bắt đầu. Giải đấu này không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội cho các bạn nhận một trong 3 trang phục free 100% nhé anh em. Và để giúp anh em hiểu được cách chơi, cách tham gia, đồng thời các mẹo nhỏ khi thi đấu, em làm video này đảm bảo anh em xem xong là có thể làm chủ được giải đấu này một cách đơn giản mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Anh em xem cẩn thận, chính xác, không hiểu thì nghe lại hoặc là comment dưới video để hỏi Ad. Thứ nhất, thời gian thi đấu 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày, từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần. Đó là thời gian thi đấu cho anh em, chớ quên nhé. Và giải đấu này tiến hành trong 2 tháng. Trong thời gian giải đấu tiến hành, thành viên chiến đội không thể rời clan và đội trưởng đều không thể đuổi thành viên sau khi báo danh thành công. Đúng là hơi tù chút. Thứ hai, thành phần thi đấu tối thiểu phải có ít nhất 3 trên 5 người trong danh sách thi đấu chính thức. Luật cho phép tối đa 2 dự bị chưa đăng ký vào team nào chính thức. Chỉ cần tất cả người chơi đều chung một clan. Đó là điều thú vị, đảm bảo anh em có người trợ giúp thay phiên nhau chơi bất kỳ lúc nào. Người nào mệt thì thay người khác. Chỉ cần 3 trên 5 thành viên chính thức có mặt là được. Cách chơi như một trận đấu xếp hạng bình thường, cấm 2 tướng nhé anh em. Thứ ba, lượng điểm và cách tính xếp hạng. Như S trải nghiệm bên bản Đài Loan thì thắng được cộng 30 đến 60 điểm tùy vào số điểm của team đối phương, thua được cộng 1 điểm. Ở bản Việt Nam thì không biết khoảng bao nhiêu. Số điểm khởi đầu mùa giải cho các team là từ 1.100 đến 1.200. Vì vậy, trong khoảng 5 tiếng của 3 ngày cuối tuần, team bạn phải cố gắng nhiều nhất có thể. Gặp team nhiều điểm, thứ hạng cao, các bạn nhận được điểm cao hơn hoặc tối đa. Còn nếu gặp team yếu hơn, bạn hoặc điểm thấp hơn, điểm cộng không nhiều. Còn thua thì không bị trừ, nhớ cho S cách tính điểm này nhé anh em ơi. Thua không bị trừ, thắng cộng điểm tùy vào đối thủ mà chúng ta gặp. Đối thủ điểm cao hơn, chúng ta được cộng nhiều điểm hơn. Đối thủ yếu hơn, chúng ta cộng ít điểm hơn. Và chúng ta sẽ được đánh vô hạn, tức là không có bất kỳ một cái gì gọi là giới hạn chúng ta. Chúng ta có thể đánh chục trận, trăm trận, nghìn trận. Quan trọng là anh em có phải là các trận đều là một phút hay không, hay là các trận đều câu kéo thời gian. Đó mới là điều chúng ta cần quan tâm. Thứ tư, chiến thuật thường sử dụng. Vì việc tìm trận là ngẫu nhiên và random tự động hoàn toàn, team bạn có thể giao lưu với một team thách đấu nào đó, hoặc có thể ngay lập tức đụng chạm với các clan vừa thành lập có nhiều thành viên rank vàng, bạch kim. Vì vậy, việc tốt nhất là nên tránh các trận đấu kéo dài, mất thời gian. Anh em nhớ nha, mẹo nhỏ là cùng team pick các vị tướng khỏe đầu game, giao trang mạnh có thể giải quyết trận đấu mau chóng. Nếu xác định đánh giải clan đại chiến chỉ để giao lưu và học hỏi kiến thức thì nên thi đấu hết mình. Còn nếu muốn cày điểm thì đầu hàng sớm đi nếu gặp bất lợi và không có nhiều con bài có thể lật kèo về cuối game như xạ thủ hoặc các pháp sư mạnh. Anh em cần nhớ, tự động hoàn toàn, anh em có thể gặp một chiến đội đồng đoàn, nhưng đồng thời có thể gặp một chiến đội thách đấu cao thủ hoặc là các tuyển thủ chuyên nghiệp. Thứ năm, giải thưởng. Chắc anh em biết rồi, thắng càng nhiều trận, chúng ta lại càng được nhiều huy hiệu đổi trang phục free nha anh em. Vậy nên, cố gắng thắng thật nhiều, cảm thấy không ăn được thì 6 phút GG đi cho nhẹ người. Kiếm team dễ nhai hơn, đó là với anh em cày trang phục. Còn với anh em nào thích giao lưu thì cứ phang nhiệt tình. Còn nếu anh em nào muốn đi xa hơn trong các vòng sau thì cứ thế mà triển khai thôi. Đây là một cơ hội giúp cho anh em, thứ nhất, trên team clan 5 người. Thứ hai, quảng bá clan của các bạn. Thứ ba, tìm kiếm giải thưởng cao nhất của đấu trường danh vọng với tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng. Bất kỳ thắc mắc nào về cách thi đấu, cách chơi, các mẹo khôn vặt về giải đấu Clan Đại Chiến mùa 1 này, anh em comment dưới video để Ad cùng giải đáp, hoặc là có thể comment ở trên Facebook của Ad ở trong phần mô tả ấy. Anh em sẽ được trợ giúp và được giải đáp hoàn toàn free nha anh em ơi. Ok, trên đây là hướng cho anh em cách tính và cày điểm xếp hạng Clan Đại Chiến, và đương nhiên rồi, có cả nhận trang phục cơ mà. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay, đừng quên đăng ký kênh, like và share video, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.